Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cuốn sách Look Inside Your Body. Đây là cuốn sách giúp chúng ta có thể tìm hiểu cơ thể của con người thông qua những cái tấm lật mở. Và cuốn sách này được in bởi nhà xuất bản Usborne. Ở đây các bạn sẽ tìm hiểu rất là chi tiết về cấu tạo sinh học của con người. Cuốn sách này được in năm 2011 và có giá gốc là 99 bảng. Thì với mỗi trang sách thì được in rất là bắt mắt. Và chúng ta thấy ví dụ đây là nói về cái quá trình thức ăn di chuyển như thế nào. Và ở đây có cái flap, tức là cái các bạn mở ra để xem cái hoạt động từ miệng thì nhai như thế nào. Hay dưới này chúng ta thấy có cái việc là đôi khi bạn ăn lung tung thì sẽ bị đau bụng và phải đi nhà vệ sinh. Đây cái hoạt động của dạ dày. Rồi các bộ phận khác. Lật mở rất là thú vị. Ở đây là cái quá trình con người tồn tại thì như thế nào. Chúng ta thấy cũng có cái quá trình lật mở. Đây là quá trình thở, hô hấp của con người. Oxy thì chạy như thế nào, chạy qua tim, qua phổi ra sao. Đây là nói về xương. Có thể lật ra để xem cấu tạo của xương. Đây là cuốn sách dạng Look Inside. Đây nói về trí não của con người. Rất là thú vị. Hình ảnh in rất là đẹp. Nói về những giác quan. Về 5 cái giác quan. Mỗi giác quan lại có hình ảnh minh họa. Đây là quá trình sinh ra em bé và lớn lên. Tất cả đều có dạng là look inside, chỉ có xem phía trong. Cuốn sách rất là thú vị và hấp dẫn, đem lại rất là nhiều kiến thức mà liên quan đến cấu tạo cơ thể con người. Để tìm hiểu kỹ hơn cuốn sách này, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà việt.com. Hẹn các bạn.